Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước kiểm tra để mua một con iPhone cũ, một con iPhone đã qua sử dụng. Đầu tiên, quan trọng nhất là mua một máy là phần iCloud. Đầu tiên mình vào cái phần cài đặt các bạn. Mình vào cài đặt chung. Mình vào phần giới thiệu. Mình quan trọng là kiểm tra số máy, số series. Đây số máy. Số máy là chủ yếu số đuôi. Nếu là LA là của Mỹ, số series mình sẽ sao chép số series. Đây mình đè vô sao chép. Rồi xong mình lên phần Safari. Safari mình kiểm tra. Đây để chép iCloud đây. Phần Unlocker mình vào cái phần này. Mình sao chép ở đây mình bấm chữ dán. Đây. Đây, chủ yếu là phần My iPhone á. Nếu chữ off là không có allow, nếu chữ on là có allow các bạn. Nếu hiện chữ on là bạn phải bắt buộc phải tháo allow liền. Nếu không sẽ dính allow các bạn. Rồi. Thứ hai là mình vào cái phần cài đặt. Cài đặt chung. Mình phần đặt lại. Mình để xóa tất cả nội dung và cài đặt. Đây, bạn nhập mật mã, thí dụ mật khẩu của mình đây. Bạn bấm xóa iPhone. Rồi xóa thêm cái nữa là sẽ xóa tất cả dữ liệu. Rồi, cái phần thứ ba là bạn vào kiểm tra pin. Đây. Bạn vào phần pin. Tình trạng pin. Đó, kiểm tra tình trạng pin như thế nào. Và bạn vào phần YouTube cho mình. Đây, bạn vào phần YouTube, bạn bấm chữ LCD cho mình. Tab LCD. LCD. Test cho mình. Đây. Vào những cái phần này mình chủ yếu vô những cái màu sắc này để coi có mình hình lớn lên để coi có những đốm sáng hay không. Đúng không? Có những màn hình đốm hay không để mình chép coi có bị mờ ha, đốm trắng ở chỗ nào không. Nếu có đốm là nó sẽ hiện lên trên các đây. Rồi hoặc là bạn vào cái phần camera cho mình để chụp hình coi có độ sáng độ nét hay không. Chúc các bạn thành công.